Thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị và các bạn còn nhớ thảm kịch của hãng hàng không Đức Germanwings khi một cơ phó của hãng hàng không này cố tình đâm máy bay vào núi khiến 150 người thiệt mạng. Nguyên nhân sau đó được cho là do viên cơ phó này đã bị trầm cảm, một chứng rối loạn tâm thần. Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi muốn đề cập đến vấn đề này, bởi trầm cảm được coi là căn bệnh của cuộc sống hiện đại. Và hôm nay là ngày 10 tháng 10, là ngày sức khỏe tâm thần thế giới. Chúng tôi muốn cùng quý vị nghe chia sẻ của một bệnh nhân trầm cảm để hiểu thêm về căn bệnh đang ngày càng phổ biến ở nhóm người trong độ tuổi lao động với gánh nặng cơm áo gạo tiền này. Và vì lý do cá nhân, chúng tôi xin không tiết lộ mặt cũng như là danh tính của vị khách mời. Chỉ biết rằng anh là một kỹ sư xây dựng, hiện nay 32 tuổi, đang sống ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Và trước khi nghe anh chia sẻ về căn bệnh trầm cảm mà anh đã từng phải đối mặt, thì xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự sau đây. Mắc bệnh từ 3 năm nay, hầu như đêm nào cũng thức trắng. Chị đã được gia đình đưa đi chữa chạy khắp nơi, nhưng bệnh tình không có dấu hiệu thuyên giảm. Người trong người thì mệt là mỏi mà lúc nào cũng chóng mặt ấy, mà đi lại là khó khăn ấy. Rồi cái sức ép trong cái việc học tập, trong việc mưu sinh của giới trẻ cũng rất lớn, nên số người trẻ bị các rối loạn về mặt tâm thần cũng rất nhiều. Nếu như năm ngoái mỗi ngày bệnh viện tâm thần Ban Ngày Mai Hương tiếp nhận từ 100 đến 150 bệnh nhân thì năm nay phải điều trị cho 200 đến 250 bệnh nhân. Đáng chú ý, từ đầu năm tới nay, tại đây tiếp nhận chủ yếu các bệnh nhân trẻ mắc rối loạn tâm thần do stress gây ra hay trầm cảm ở nhiều thể khác nhau. Rối loạn trầm cảm liên quan rất mật thiết với stress. Nên xã hội càng phát triển thì rối loạn trầm cảm càng tăng, là do liên quan stress của xã hội hiện đại. Tại Việt Nam, trong số các bệnh tâm thần, phổ biến nhất vẫn là trầm cảm, động kinh hay tâm thần phân liệt. Trong đó, trầm cảm là nhóm bệnh chiếm tới 25% dân số và đặc biệt phổ biến ở nhóm người trong độ tuổi lao động với gánh nặng cơm áo gạo tiền. Vâng, như nhân vật trong phóng sự vừa rồi của chúng tôi thì chị cảm thấy bị mệt mỏi, bị mất ngủ, rồi đi lại không được dễ dàng, bị hoa mắt chóng mặt. Vậy xin hỏi vị khách mời đặc biệt trong trường quay của chúng tôi ngày hôm nay, đó là anh có phải đối mặt với những triệu chứng tương tự như vậy hay không? Và nếu có thì nó bắt đầu đến với anh năm anh bao nhiêu tuổi? Tức là cái triệu chứng mà trầm cảm như thế là hầu như là nó cơ bản là cũng tương tự nhau thôi, nhưng mà mỗi một cái cơ địa mỗi người nó cũng mỗi một cái đặc trưng khác nên nó cũng có đôi chút khác đi. Cụ thể còn là của anh có sự khác biệt như thế nào so với nhân vật đó? Của tôi ấy, tức là nó có cái khó chịu, tức là đúng có những lúc rất đau đầu, đó. Đau đầu. Nó làm mình rất khó chịu. Đấy, nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình trong làm việc cũng như là nghỉ ngơi. Đấy. Tức là cái thời gian mà tôi bị ấy, tức là nó năm đấy tôi đang học năm cuối, tức là tầm khoảng 26 tuổi đấy. Đấy. 26 tuổi, tôi nhớ là thời gian đấy. Tức cách đây khoảng 5-6 năm là cái thời gian tôi bị. Và sau khi bị ấy, thì mới chớm thì tôi thấy là mình có vấn đề không bình thường rồi. Nên là mình phải tự nhận thức thấy mình có vấn đề nên mình phải đi tìm thầy để chữa bệnh thôi. Thế mình tự nhận thức lấy. Mình phải tự đi tìm thầy đấy. Làm sao đấy nó gặp đúng thầy đúng thuốc thì mình khỏi bệnh. Như vậy là ngay khi có những biểu hiện khác lạ thì anh đã nhận ra sự thay đổi, sự bất bình thường trong cơ thể mình. Thế còn những người thân trong gia đình của anh, những người thân xung quanh anh thì sao? Họ có nhận ra sự bất thường ở anh hay không? Thông thường ấy, vì người thân thôi không phát hiện được thì họ vẫn thấy tôi đi học tập hoặc làm việc vẫn có những ứng xử bình thường, rất bình thường, không có những cái biểu hiện ứng xử gì đấy lệch lạc cả, nên họ không biết phát hiện được. Vâng. Nhưng ngược lại, chính bản thân tôi trong tư duy này, mình thấy nó khó chịu, nó bị đè nén, và mình thấy mình phải tự mình vượt lên thôi. Đấy. Người thân đôi khi là nó đôi khi nó còn như kiểu mình bị giả vờ ấy, đấy là lấy là cái rất khó của những người bị bệnh như thế. Mà không có ai tin họ ấy, cũng là cái thiệt thòi cho họ. Và như vậy là rất khó để những người xung quanh có thể nhận ra và chấp nhận căn bệnh trầm cảm này. Tin được họ, để mà có cái định hướng cho họ, phân tích cho họ, để từ đấy là có cái giải pháp ở đấy tốt nhất cho họ. Cảm giác không tin được là cảm giác chung của rất nhiều người khi mà phát hiện ra một người thân quen nào đó ở ngay xung quanh mình có bệnh trầm cảm. Tôi cũng như vậy. Tôi từng có một người bạn mà anh có một gia đình rất hạnh phúc, một công việc ổn định mà có thể nói nhiều người mơ ước, và không ai tin được rằng là anh có thể mắc bệnh trầm cảm.
nhưng mà sự thật thì không phải như vậy. Và anh này thì chia sẻ là anh ấy bị trầm cảm và phải hơn một năm sau, không nhận ra ngay như anh mà phải hơn một năm sau mới nhận ra căn bệnh của mình. Anh ấy chia sẻ là đã không ít lần muốn tìm đến cái chết để kết liễu cuộc sống của mình. Vậy thì anh thì sao? Đã bao giờ anh có suy nghĩ tiêu cực muốn kết thúc cuộc sống của mình hay chưa? Tức là cái nguy hiểm của cái bệnh này ấy, phải nói rằng là vì nó là bệnh tâm thần, nó làm rối loạn cái tâm thần của mỗi người. Đấy. Từ đấy là cái tư duy cũng như suy nghĩ của mình mất kiểm soát hoàn toàn, không thể giải thích được vì sao. Và họ nhìn cái cuộc sống ấy cũng như bản thân tôi thôi. Lúc đấy là nó luôn luôn có sự tiêu cực nhiều hơn là sự tích cực. Đấy là nó làm cho mình luôn luôn có những cái suy nghĩ rằng là mình không còn cái tác dụng gì đấy đối với gia đình hay xã hội chẳng hạn, thì sống làm gì chẳng hạn thế. Đấy nên là cái chung. Nhưng việc cá nhân tôi ấy, là mình tự nhận thức được vì mình còn gia đình, mình còn có trách nhiệm với nhiều thứ, mình không thể buông một cách dễ dàng thế được. Đó. Mình phải dùng ý chí, đấy, ý chí để tự mình tìm tòi để mình khắc phục. Đó. Vì mình cứ suy nghĩ rằng mình đang còn phải nhiệm vụ nào đấy mình phải làm, đấy, mình chưa thể buông xuôi được. Đấy là cái lý do mà mình phát hiện sớm để mình tự chữa bệnh cho mình, để mình vươn lên. Đấy là cái quan trọng. Còn phần lớn nhiều người nó cũng khó, cũng rất là khó vì nó bị mất kiểm soát rồi. Đấy, rất khó. Vâng. Thưa anh, rõ ràng là khi anh nói rằng là anh tự cảm nhận thấy là mình mắc bệnh, thế đúng. Rồi mình tìm đến bác sĩ. Đúng. Vậy thì khi đi kiểm tra bác sĩ thì bác sĩ nêu ra nguyên nhân gì làm cho anh dẫn đến trầm cảm? Tức là khi mà trong một quá trình mà tôi thấy trước tiên ấy, câu chuyện là tôi xin được chia sẻ một cách là có bước đó. Trước tiên là tôi thấy mình có vấn đề thì tôi mới đi kiểm tra sức khỏe. Tức là mình phải định hướng đúng đắn, mình phải tìm đến thầy, bác sĩ. Kiểm tra sức khỏe, scanner, cộng hưởng từ hết tất cả các bệnh viện ở Hà Nội này, từ Việt Đức cho đến 108. Mà không thấy có biểu hiện nào trên lâm sàng cả. Cũng có uống thuốc theo cái chỉ định của bác sĩ một thời gian rồi. Tôi thấy nó không đỡ được. Tôi thấy là chưa đúng. Thì tôi sau khi tìm đến chuyên gia, tức là Đức Cương ấy, là giám đốc của Bệnh viện Tâm thần Trung ương, thì chuyên gia mới phát hiện ra, bác sĩ phát hiện ra và kê cho tôi thuốc rồi phác đồ điều trị, rồi có những cái quy trình nào đấy mình phải tuân thủ. Đấy, từ đấy là mình kiên trì, mình ứng dụng là mình sẽ thành công thôi. Và cái lúc mà chuyên gia cũng có kê, tức là trong đấy là nó có là một dạng của trầm cảm đấy. Đấy, chính xác nó là một dạng của trầm cảm. Vâng, vậy thì bản thân anh thì anh thấy cái nguyên nhân mà bác sĩ nêu ra với nguyên nhân mà tự anh cảm nhận thấy thì có đúng không ạ? Tức là nó là một cái gốc gác của nó thì đôi khi mình khó nhận, nhưng theo cá nhân mình ấy thì một phần là cũng do có phải là do áp lực cuộc sống hay là do một phần tình cảm này. Tình cảm thì mình không đáng chưa đáng để mình phải bị sốc, nhưng cơ bản là do áp lực cuộc sống. Và cũng có thể do mình có một thời gian mình suy nghĩ quá nhiều về một cái gì đấy, tức là cái tư duy của mình nó không bị dừng lại được đấy, nó sau đấy nó làm cho mình bị rối loạn đấy, là một cái nguyên nhân cơ bản đấy. Thứ hai nữa là đôi khi là nó cũng là một yếu tố bất chợt nào đấy, hoặc do cái va chạm nào đấy mà mình không nhớ nổi. Cái va chạm nào đấy là nó tác động vào, nó cũng làm cho mình bị đấy, nó nhiều nguyên nhân lắm. Còn yếu tố di truyền thì loại bỏ rồi, mình không có đấy, chẳng hạn vì nó nhiều yếu tố. Từ đấy là mình mới thấy rằng là khi vào chuyên gia người ta nhận định đúng, người ta cho mình đúng thuốc thì mình kiên trì mình sử dụng thôi là mình khắc phục được. Vâng, khi mà mắc phải bệnh trầm cảm thì anh cảm thấy rằng là việc anh nhìn mọi thứ xung quanh đã thay đổi như thế nào? Nhìn nhận mọi sự việc hiện tượng xảy ra xung quanh anh. Tóm lại như này này, tức là một người bình thường mình đúng không? Mình ngoài giờ làm việc ra mình thấy rằng cuộc sống rất là thú vị, cuộc sống nó rất rất thú vị. Mình lúc bình thường mình mới thấy. Nhưng khi mà người bị bệnh vào rồi ấy, trầm cảm, đặc biệt là trầm cảm ấy, là người ta cảm thấy là cuộc sống nó như kiểu là nhiều màu đen hơn là màu trắng, màu ánh sáng. Tức là nhìn thấy rằng là họ có cái mặc cảm nào đấy, như xã hội xa lánh họ này, họ tự xa lánh xã hội này, và tự thu mình lại, tự thu hẹp các mối quan hệ lại, không muốn giao tiếp, không muốn tham gia các hoạt động xã hội, làm việc thì mất tập trung, cứ lơ mơ mà. Đấy là những cái biểu hiện. Và nhìn thấy đôi khi là mình chán nản, chán cái này, chán cái kia, cảm thấy nó không còn ý nghĩa gì cả. Chính vì từ đấy là người ta luôn có cái ý định là tự vẫn hay là tự gì đấy. Vâng, một căn bệnh rất nguy hiểm đối với tinh thần của con người. Ngấm ngầm nó hủy hoại con người, đấy là một cái điều rất nguy hiểm. Vậy thì việc điều trị căn bệnh này đối với anh có dễ dàng hay không? Có nhanh chóng được thuyên giảm hay không? Tất nhiên là cái mức độ nhanh hay chậm là nó phụ thuộc vào thứ nhất là bác sĩ điều trị cho mình. Thứ hai, cơ bản nhất là chính bản thân mình là yếu tố quyết định lớn nhất.
đấy. Vì khi bác sĩ đã cho đúng bệnh đúng thuốc mà mình không chấp hành đúng, hay ý chí của mình không vững vàng là nó cũng bị giảm hiệu quả đi. Ví dụ như cái kinh nghiệm của mình mà mình thấy rằng ấy, sau khi mình uống thuốc không, mình mới tự nhận ra rằng là có những lúc mình rảnh mình tập thể thao nào mình thích, hoặc mình có thể tham gia là thiền yoga chẳng hạn đó, tức là để cho tâm mình nó được bình lặng đó, nó trầm lắng, nó bình lặng xuống, nó không bị hỗn loạn được nữa. Thì một thời gian thế đấy nó vào một cái quỹ đạo ổn định rồi đấy, thì tự nhiên là thấy nó bình thường. Vâng, vậy thì là một người đã từng trải qua căn bệnh trầm cảm khá nặng, vậy thì anh có lời khuyên nào dành cho mọi người, những người mà hiện nay vẫn đang phải chịu áp lực từ cuộc sống hàng ngày hay không? Tức là từ kinh nghiệm của bản thân tôi ấy, thì tôi cũng có một cái chia sẻ nhỏ, gọi là chia sẻ. Vì mình nhìn thấy rằng là cái sau hiện đại ấy, nó rất nhiều áp lực, đặc biệt lên giới trẻ. Áp lực về công việc, áp lực về gia đình, áp lực về cuộc sống, nhiều thứ. Nó làm cho cái suy nghĩ con người ta nó ít được nghỉ ngơi. Đấy, nó dễ sinh ra các cái bệnh về tâm thần cũng như là trầm cảm. Nhưng khi đã bị rồi ấy, điều quan trọng nhất là chúng ta phải có một cái nhận thức đúng đắn về chính bản thân mình. Tức là mình phải lắng nghe cơ thể của mình. Đấy là một từ nhạy cảm, nhưng mà mình phải tự lắng nghe để phát hiện ra cái sự thay đổi đấy, là mình có một cái nhận thức của mình. Mình lớn rồi, mình phải tự đi tìm thôi. Đó. Đôi khi người thân chưa chắc đã biết được mình đâu. Vâng. Đấy. Và thứ hai là khi mà không mà có phát hiện ra ấy, mà có nghe thấy một cái tên bệnh nào đấy, thì cũng đừng có bao giờ sợ hay là mặc cảm tự tin vì sao. Như vậy là điều chúng ta phải rất bình thường. Phải dũng cảm đối mặt với sự thật đấy, đúng không ạ? Phải tự bước đi. Vâng. Lại là mình phải tự bước đi. Vì mình là điều quan trọng nhất chính là ở tự bản thân mình, đúng không ạ? Vâng, một lần nữa xin cảm ơn vị khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, bệnh trầm cảm có thể coi là kẻ giết người giấu mặt của xã hội hiện đại. Khi mà theo các chuyên gia y tế thì trầm cảm là nguyên nhân chính hoặc có liên quan đến 75% số vụ tự tử ở nước ta hàng năm. Đây là những con số không hề nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe tâm thần lại chưa thực sự được xã hội quan tâm đúng mức, gây ra những hệ lụy cho xã hội. Và thưa quý vị, chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt.